mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Các bạn thân mến, chẳng còn bao lâu nữa chúng ta sẽ chào đón một cái Tết cổ truyền lửa của dân tộc. Cùng với hành trang đón chào năm mới, nhu cầu mua sắm của người dân cũng ngày càng tăng cao. Và hơn bao giờ hết, đây là thời điểm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được rất nhiều người quan tâm. Khi ngày Tết cổ truyền dân tộc càng đến gần, sức mua bán hàng hóa, nhất là mặt hàng thực phẩm trong người dân có xu hướng tăng cao. Mối quan tâm của các bà nội trợ là phải làm thế nào để lựa chọn những món ăn ngon nhất, thực phẩm tươi nhất, phục vụ cho gia đình trong những ngày xuân. Nhưng giữa lúc mà trên thị trường tràn ngập hàng hóa phục vụ Tết, thì quả là không phải dễ dàng để lựa chọn những mặt hàng có thể đảm bảo được chất lượng, vừa túi tiền và có lợi cho sức khỏe. Khi mà Tết á, mình cũng chuẩn bị thực phẩm cho gia đình mình. Nhưng mà thì cũng phải khi mình mua mình cũng phải coi là xuất xứ cái nguồn thực phẩm ra đâu, có an toàn không, để khi mình đem về sử dụng cho gia đình mình thì mọi người là bảo đảm được sức khỏe khi mà dùng cái thực phẩm đó. Lúc nào mình mua sắm thì mình phải nghĩ tới cái an toàn vệ sinh thực phẩm là đầu tiên. Trước hết là mình phải chọn ví dụ như từ thịt cá cho tới trái cây, rau củ quả. Bây giờ nói chung là nó cũng nhiều mặt hàng của Trung Quốc á, cho nên là mình cũng phải khéo léo mình chọn lựa. Dễ dàng nhận thấy, thói quen tiêu dùng ngày Tết hiện nay vẫn là lựa chọn hàng hóa dựa theo cảm tính. Hàng hóa bắt mắt về mẫu mã, kiểu dáng, giá cả phải chăng vẫn là những tiêu chí ưu tiên hàng đầu của bà nội trợ. Không ít người thiếu hiểu biết trong việc lựa chọn thực phẩm tươi sống cũng như cách sơ chế bảo quản, ảnh hưởng đến sức khỏe trong những ngày xuân. Vậy cần làm gì để trở thành một bà nội trợ thông thái? Trong cái lựa chọn thực phẩm an toàn thì chúng ta vẫn sử dụng cái phương pháp của các cụ chúng ta ngày xưa, đó là tứ chuẩn, nhìn sờ nếm ngửi không có vấn đề gì là thực phẩm an toàn. Thì về rau củ quả thì chúng ta muốn lựa chọn thì chúng ta phải nhìn là nó phải còn nguyên vẹn, không bị chảy xước, không bị dập nát. Cái thứ hai nữa là về màu sắc thì nó phải được tự nhiên theo đúng màu sắc của rau củ quả đó. Cái thứ hai chúng ta ngửi nó có mùi hắc hoặc là mùi lạ thì do cái dư lượng thuốc kháng sinh nó quá nhiều. Còn về thịt thì nó phải có màu sắc là nó phải đỏ tươi hoặc là nó phải đỏ thẫm. Và đặc biệt là khi chúng ta cảm giác sờ nắn, chúng ta lấy ngón tay, chúng ta ấn vào miếng thịt và chúng ta bỏ ngón tay ra thì nó không có cái vết le lún ở đấy và nó cũng không có các cái mùi vị lạ. Thì tất cả các sản phẩm thực phẩm sau 24 giờ đóng gói thì trên nhãn mác nó phải đầy đủ các cái thông tin và cũng đặc biệt là nó phải còn nguyên vẹn, không dập nát, không vỡ. Phối hợp giữa cái cảm quan, nhìn sờ nếm ngửi thì chúng ta phải mua những cái cửa hàng mà họ phải thực hiện đúng đủ các cái điều kiện để kinh doanh thực phẩm an toàn, phải có được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ ngộ độc do thực phẩm còn do quá trình sơ chế, chế biến thức ăn không đảm bảo vệ sinh. Chính vì vậy, để có một bữa ăn ngon, an toàn, các bạn cần thực hiện theo những nguyên tắc sau. Thứ nhất, đối với rau quả tươi, cần ngâm trong nước muối hoặc nước tẩy rửa để đảm bảo làm sạch lượng vi khuẩn, chất dơ và dư lượng thuốc hóa học. Trái cây nên rửa sạch, gọt vỏ trước khi ăn. Thứ hai, nấu chín kỹ thức ăn, đảm bảo đúng đủ nhiệt độ thích hợp cho mỗi loại thực phẩm. Thứ ba, rửa tay trước khi chế biến thức ăn và khi dùng bữa. Thứ tư, thức ăn nấu chín chưa dùng đến, cần phải cho vào tủ lạnh và để riêng thực phẩm tươi sống và thức ăn nấu chín để tránh nhiễm khuẩn chéo. Thứ năm, không nên tiết thực phẩm đã để quá lâu, có nguy cơ ôi thiêu và hỏng mốc. Quý vị và các bạn thân mến, ngày Tết là thời gian để chúng ta vui chơi giải trí. Đừng vì một chút sơ ý bất cẩn trong vấn đề an toàn thực phẩm khiến cho ngày Tết mất vui. Hãy luôn đặt tiêu chí sức khỏe của bản thân mình và của cả gia đình lên trên hết để chúng ta có thể hưởng trọn một cái Tết nhiều niềm vui và ý nghĩa. Còn bây giờ Hương Thanh xin chào tạm biệt các bạn. Mời các bạn cùng quay trở lại với trường quay Bình Minh Cao Nguyên. Hoa giai điệu thanh xuân trong vàng nhạc khúc núi rừng. Lửa bập bùng say ca hát xuyên tình đàm thắm đêm xuân. Tiếng đàn khuya sao xuyên lạ xuyên tình đàm thắm đêm xuân.